loài chó dingo hoang dã huyền thoại, loài kangaroo xinh đẹp và mang tính biểu tượng. Một sinh vật bí ẩn đem đến nỗi sợ hãi cho những nhà thám hiểm châu Âu. Loài thú mỏ vịt kỳ quái, thú vị và những con gấu túi đặc biệt không thể nhầm lẫn. Tất cả đều coi châu Úc là nhà và chúng cùng tạo nên một Australia hoang dã. Đây là video đưa bạn đi qua những vùng đất hoang dã của Australia và khám phá những cư dân thú vị của lục địa này. Một trong những sinh vật dễ nhận biết nhất của Úc dành phần lớn cuộc đời của chúng để ẩn mình trong những rừng cây bạch đàn rậm rạp. Được tìm thấy ở miền Đông và miền Nam nước Úc, gấu koala được biết đến là một kẻ thích ngủ hơn bất cứ điều gì, và chúng là một sinh vật ăn lá, sở hữu lối sống chậm chạp. Tuy nhiên, loài gấu túi nổi tiếng này còn có nhiều điều thú vị hơn mà có thể bạn chưa biết. Những con gấu túi sống tại các vùng đất phía nam mát mẻ hơn của đất nước Australia có thể lớn hơn gần 1/3 và có bộ lông xù xì, dày hơn nhiều so với những con koala sống tại vùng khí hậu nhiệt đới ẩm xa hơn về phía bắc. Tạo hóa ban tặng cho chúng một bộ lông màu xám và trắng kết hợp với màu của vỏ cây bạch đàn, giúp gấu koala hòa nhập với môi trường xung quanh một cách hoàn hảo. Bộ lông cũng giúp chúng ngụy trang trước những kẻ thù khi chúng cần di chuyển từ cây này sang cây khác trong một vùng đất trống. Gấu túi sử dụng nhiều loại âm thanh để giao tiếp với nhau. Con đực có tiếng gầm gừ sâu, và âm thanh đó cũng chính là thứ tạo nên địa vị cũng như vị trí của chúng. Một con đực thống trị sẽ có một lãnh thổ bao gồm phạm vi sinh sống của một số con cái. Đối với những con gấu koala, các giác quan như thính giác và khứu giác của chúng phát triển mạnh mẽ, giúp chúng có thể sinh tồn được trong môi trường hoang dã khắc nghiệt của Australia. Việc phải di chuyển qua lại giữa những cây bạch đàn đem đến mối nguy hiểm cao độ cho những con koala. Chúng có thể sẽ trở thành con mồi của những con chó săn. Mặc dù được trang bị hàm răng nhọn và những chiếc móng vuốt sắc, nhưng một con gấu koala nhỏ bé vẫn không phải là đối thủ của một đàn chó săn thiện chiến. Hai mẹ con gấu này đã kịp lên một cây bạch đàn và đến được vị trí an toàn. Lần này, chúng đã may mắn thoát khỏi cuộc vây bắt của đàn chó săn. Gấu túi là loài động vật hiếm hoi, sống mà không cần phải uống nước, và cũng chỉ có một loại thức ăn chủ yếu là lá bạch đàn. Có thể chúng đã tiến hóa như vậy để tránh khỏi việc bị ăn thịt khi đi tìm nguồn nước. Trong tiếng của người thổ dân, koala có ý nghĩa là no drinks, vì chúng rất hiếm khi uống nước. Nhiều người tin rằng koala duy trì lượng nước trong người bằng việc ăn lá cây. Và cái tên thú vị đó cũng bắt nguồn từ tập tính của chúng. Những con gấu koala cái trưởng thành về mặt sinh sản khi được tầm 2-3 tuổi, và con đực ở độ tuổi 3-4. Trung bình, một con gấu koala khỏe mạnh có thể đẻ một con mỗi năm trong vòng 12 năm. Chu kỳ mang thai của chúng là 35 ngày. Gấu koala rất hiếm khi sinh đôi. Chúng thường giao phối trong khoảng tháng 12 đến tháng 3, tương ứng với mùa hè tại Nam Bán Cầu. Những con gấu koala nhỏ ở trong túi của mẹ khoảng 6 tháng đầu tiên. Chúng chỉ bú sữa mẹ, và trong khoảng thời gian này, chúng sẽ phát triển tai, mắt và lông. Sau một khoảng thời gian, chúng sẽ đi ra ngoài và ăn thức ăn sệt do mẹ tiết ra. Trong 6 tháng tiếp theo, những chú gấu con trèo lên lưng mẹ bú sữa và ăn lá cây. Sau đó khoảng 1 năm, gấu koala sẽ tự đi kiếm ăn và tiếp tục ở với mẹ nó cho đến khi được 2-3 tuổi. Thức ăn duy nhất mà gấu koala ăn là lá cây bạch đàn, hay còn gọi là cây khuynh diệp. Loại lá cây khuynh diệp có chứa chất độc và chỉ có loài gấu koala có thể tiêu hóa loại lá này. Trong cơ thể chúng có chứa một bộ phận gọi là cecum, giúp chúng tiêu hóa lá cây bạch đàn mà không bị sao hết. Một điều thú vị khác là chúng sở hữu bộ não rất nhỏ. Gấu koala có tỷ lệ kích cỡ bộ não so với cơ thể chỉ vào khoảng 2%, và đó là tỷ lệ nhỏ nhất trong các loài động vật có vú. Không chỉ có tỷ lệ cực nhỏ, não của gấu koala còn có trọng lượng vô cùng khiêm tốn, chỉ nặng khoảng 19,2 gram, chiếm khoảng 60% hộp sọ. Và cũng có thể nói, não của chúng rất phẳng. Loài gấu koala chủ yếu hoạt động về đêm. Chúng ngủ ban ngày và ban đêm thức dậy để kiếm ăn. Trên thực tế, thời gian ngủ của chúng kéo dài tới 22 tiếng, nên đối với gấu koala thì sẽ không có ban đêm hay ban ngày. Chúng sẽ tỉnh dậy sau khi đã ngủ đủ giấc và bắt đầu đi kiếm ăn.
tại sao chúng lại ngủ nhiều như vậy? Chắc hẳn là do chế độ dinh dưỡng thiếu chất từ lá cây bạch đằng. Phần lớn năng lượng của chúng dùng để tiêu hóa loại lá đó. Do vậy mà loài động vật đáng yêu này hạn chế vận động và ngủ rất nhiều trong ngày. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng gấu koala cần phải ăn 2.000 chiếc lá bạch đằng trong một bữa để có thể duy trì hoạt động của cơ thể. Một bữa ăn của chúng mất đến 100 đến 200 tiếng để tiêu hóa. Vậy nên, ngủ chính là cách mà chúng tiết kiệm năng lượng. Đây là một kho báu của nước Úc, loài chó dingo hoang dã. Chúng đã đến Australia vào khoảng 4.000 năm trước. Với đôi mắt sáng và một cái đuôi rậm rạp, nó có thể trông giống như những con chó trong gia đình. Nhưng đây không phải là thú cưng. Chúng là một loài động vật hoang dã săn mồi đỉnh cao. Có nguồn gốc từ chó sói, những con chó nhanh nhẹn này là những thợ săn mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Những chú chó dingo lang thang trên khắp nước Úc, được mẹ thiên nhiên tạo ra để săn mồi. Chúng là loài động vật rất dễ thích nghi. Chó dingo có thể tồn tại trong nhiều môi trường sống khác nhau, bao gồm cả núi, sa mạc và rừng. Từ những bãi biển đầy cát và gió ở miền Bắc Queensland, đến những đồng cỏ ở miền Nam nước Úc. Chó dingo quần tụ trong những môi trường sống rất khác nhau. Cho đến nay, nguồn gốc của loài chó này vẫn là một điều gây tranh cãi. Về mặt di truyền, chúng gần với chó sói châu Á hơn là chó nhà. Với hộp sọ phẳng và rộng hơn, mõm dài và nhọn hơn, răng nanh dài hơn và dáng dấp khác biệt rất nhiều. Chúng được cho là đã đến Australia cùng với những người đi biển từ xa xưa và chia sẻ môi trường sống cùng với những người dân địa phương rất lâu trước khi những người châu Âu đặt chân đến. Chó dingo săn thỏ, chuột, thậm chí là cả những con chuột túi. Nhưng chính việc săn bắt gia súc bản địa của chúng đã khiến chúng xung đột với nông dân. Một số tiểu bang còn yêu cầu phải giết những con chó dingo ngay lập tức. Số lượng chó dingo đã giảm nhanh chóng. Và chó dingo thuần chủng ngày nay được coi là loài dễ bị tổn thương. Dingo là loài động vật hòa đồng. Chúng thường tụ tập thành bầy để kết đôi sinh sản hoặc để giao lưu. Tuy nhiên, những con đực còn trẻ thường sẽ lựa chọn cuộc sống đơn độc. Trong một số hoàn cảnh nhất định, chúng có thể hình thành những liên minh tạm thời. Chẳng hạn như chúng sẽ kết hợp với nhau để đi săn những con mồi to lớn. Các gia đình dingo thường có khoảng 3 đến 12 cá thể do một con đực và một con cái đầu đàn. Vị trí đầu đàn này sẽ được thay đổi thông qua những cuộc đấu tranh khốc liệt. Chó dingo là loài động vật sống theo lãnh thổ. Lãnh thổ của chúng không được tính thông qua kích thước bầy đàn, mà tùy thuộc vào đặc điểm của môi trường, cũng như sự phong phú của con mồi và kết cấu địa hình khu vực. Dingo thường không sủa. Chúng được biết đến là sử dụng tiếng hú nhiều hơn, đặc biệt là vào ban đêm để thu hút các thành viên trong đàn hoặc xua đuổi những kẻ xâm nhập. Chúng đã phân bố khắp lục địa Úc vì hầu như sẽ không có kẻ săn mồi lớn nào có thể làm ảnh hưởng đến chúng. Và lý do chính là sự phong phú của con mồi ở mọi kích cỡ. Dingo là những kẻ chuyên đi săn mồi về đêm. Chúng di chuyển đến 60 km mỗi đêm để săn mồi. Tuy nhiên, nếu cần thiết, việc săn mồi có thể diễn ra suốt cả ngày. Chúng là những thợ săn khéo léo, nhanh nhẹn và rất thông minh với các giác quan săn mồi vượt trội. Phần lớn những con mồi của chúng là động vật nhỏ, đặc biệt là thỏ. Những con chó hoang này có thể săn mồi một mình hoặc theo nhóm. Chúng có thể phối hợp hiệu quả với nhau để săn những con mồi có kích thước rất lớn. Dingo ăn bất cứ thứ gì mà chúng tìm được, từ những loài gia súc to lớn cho đến những con côn trùng nhỏ bé. Ngoài ra, chúng cũng có thể ăn xác động vật chết. Trong một vài trường hợp, chúng còn ăn cả cỏ và trái cây. Các chi của dingo rất linh hoạt, cho phép chúng thích nghi với nhiều điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Tốc độ tối đa khi săn mồi của chó dingo là 55 km/h, nhưng chúng rất dẻo dai và có thể bám theo con mồi trong một khoảng thời gian dài mà không biết mệt mỏi. Trong một cuộc săn đuổi, những kẻ săn mồi này liên tục hoán đổi vị trí, tạo cho chúng một lợi thế khác biệt và cho phép chúng hạ được con mồi nhanh chóng. Chuột túi đỏ khổng lồ, loài động vật lớn nhất Australia với những cú đá khủng khiếp, cũng là mục tiêu của băng đảng dingo. Chó dingo là loài động vật chung thủy và tuân theo chế độ một vợ một chồng. Chúng sẽ cùng nhau sinh con và chăm sóc những đứa trẻ.
các thành viên trong bầy cùng hỗ trợ nhau trong việc chăm sóc đàn con. Mùa sinh sản của chúng sẽ diễn ra vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Riêng với Dingo Đông Nam Á sẽ từ tháng 8 đến tháng 9. Chu kỳ mang thai của chúng kéo dài khoảng 63 ngày và mỗi lứa chúng sẽ sinh từ 4 đến 5 con. Những con non sẽ trú ẩn trong hằng cho đến khoảng 3 tuần trước khi được ra bên ngoài khám phá thế giới và chúng sẽ cai sữa sau khoảng 8 tuần tuổi. Những con non này vừa được ra khỏi hằng và hiện chúng đang sống cùng bầy. Một thời gian nữa, khi được 3 đến 4 tháng tuổi, chúng sẽ bắt đầu cùng những con trưởng thành đi săn. Trong tự nhiên, Dingo là những con vật tinh ranh và ma mãnh. Tuổi thọ của chúng thường trong khoảng 7 đến 10 năm. Chúng có thể dễ dàng giao phối với chó nhà, và điều này dẫn đến rất nhiều mối lo ngại. Nhưng quá trình đô thị hóa các khu vực sa mạc và ven biển của Úc đã thúc đẩy sự tương tác giữa Dingo và chó nhà, khiến nguồn gen của chúng bị pha loãng và có thể dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của chúng. Dingo cũng bị con người coi như nguồn thực phẩm và sử dụng làm vật trang trí ở Indonesia hay các đảo của Thái Bình Dương. Mặc dù có khả năng thích nghi cao và ngoan cường, chó Dingo đã phải chịu đựng sự giày vò của con người trong 200 năm từ khi những người phương Tây đầu tiên đặt chân đến Úc. Chó Dingo được cho là nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của chó sói có túi và quỷ Tasmania khỏi lục địa Úc. Dingo cũng ngăn chặn sự tuyệt chủng của một số sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng bằng cách săn bắt những kẻ thù của chúng, giúp duy trì sự cân bằng của tự nhiên. Nước Úc có 140 loài thú có túi và kangaroo là loài vật mang tính biểu tượng và được đông đảo người biết đến. Thật dễ hiểu khi những người thám hiểm đầu tiên đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra sinh vật này. Một con chó săn thỏ lại nhảy như một con hươu hay chuột sa mạc, nhưng to hơn nhiều. Đó là những gì mà viên sĩ quan người Anh tên là James Cook miêu tả khi ông lần đầu tiên đặt chân lên lục địa chưa được đặt tên này. Sinh vật này có thể bước ra từ một cuốn sách thời Trung Cổ về những quái vật kỳ lạ với phần thân dưới lớn, ngực nhỏ, chi ngắn, cái đầu giống thỏ và cái đuôi dài hơn 1 mét, vừa để chống đỡ, vừa để cân bằng. Chuột túi nhảy với vận tốc trung bình 20-25 km/h. Nó đạt đến vận tốc tối đa 40 km/h và thậm chí là 60 km/h trên những đoạn đường ngắn. Đây là một rừng cây bụi khô cằn ở miền Nam Australia, nơi nhiệt độ có thể vượt quá 40 độ C trong mùa khô. Chuột túi nhỏ đã hoàn toàn thích nghi với môi trường này, và nếu cảm thấy quá nóng, nó sẽ làm ẩm phần cẳng trên bằng cách liếm chúng. Khi nước bọt bay hơi, cơ thể nó sẽ mát hơn. Chuột túi có thể sống mà không cần uống nước trong một thời gian, vì những loài cây nó ăn có 20-30% là nước. Nhưng nếu đánh hơi thấy hồ nước ở gần, nó sẽ sẵn lòng rẽ ngang để đi tìm. Những hồ nước này được gọi là hồ chết, trữ nước trong suốt mùa khô. Chúng là ốc đảo trời ban cho những loài động vật sống trong rừng cây bụi. Chuột túi thường phải chịu đựng người hàng xóm ồn ào của chúng, loài vẹt màu. Con chuột túi nhỏ này đang đi bên cạnh mẹ nó, mới được 2 tuổi. Nó vẫn còn nhút nhát và sợ hãi trước đàn vẹt màu đang tắm ồn ào kia. Bình minh đã nhường bước cho ánh sáng ban ngày chói chang. Chuột túi về với đàn của mình. Chuột túi có một cách tán tỉnh rất độc đáo. Với chúng, trò tán tỉnh thường được gói gọn trong 2 chữ chiến đấu. Để cho đối phương thấy mình là bạn tình xứng đáng, chuột túi phải biết sử dụng quả đấm. Không như các loài khác, chuột túi đỏ cái có bộ lông xám hơn nhiều so với con đực. Những con chuột túi này sống theo bầy gồm khoảng 10 con cái do một con đực đầu đàn. Nó thường phải bảo vệ ưu thế của mình trước những con đực khác cũng đang muốn giao phối như nó. Như mọi loài chuột túi, những con chuột túi Tasmania này cũng thích các màn chiến đấu theo nghi thức. Mục đích là để củng cố vị trí của con đực đầu đàn hoặc giúp con đực khác thách thức có thể chiếm được vị trí đó. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Kể cả khi con đực đầu đàn đã củng cố quyền lực của mình, các con đực khác vẫn thường giành quyền giao phối trái phép với những con cái. Chuột túi cái nhỏ hơn hẳn chuột túi đực. Như những con bò trên các cánh đồng, chuột túi dành nhiều giờ để cặm cỏ và nhai lại. Từ tối trở đi,
cả đàn tản ra quanh một khoảng đất trống để ăn cỏ suốt đêm. Bầy đàn hay cộng đồng có ý nghĩa lớn đối với những con thú có túi này. Chúng thích sống thành bầy, tiếp xúc gần gũi và làm mọi việc cùng nhau. Những con chuột túi nhỏ luôn ở trong túi của mẹ. Phải nói rằng chúng bắt đầu cuộc sống rất khó khăn. Chuột túi con ra đời chỉ sau 33 ngày trong bụng mẹ. Nó vẫn còn là phôi thai. Mắt và tai mới chỉ phát triển. Các chân sau mới chỉ là mẫu xương cụt và một thử thách rất khắc nghiệt đang chờ nó. Nó phải trườn lên bụng mẹ, bám vào bộ lông của mẹ để chui được vào cái túi. Ở đó, chuột túi con ngậm một trong bốn núm vú của mẹ và bú sữa. Sau đó, nó sẽ phát triển thành con chuột túi hoàn thiện. 6 tháng sau, nó mạo hiểm ra ngoài cái túi, nhưng nó cần 2 đến 3 tháng nữa để trở thành con chuột túi độc lập. Sự tự do và độc lập của nó trở nên rõ ràng khi nó bắt đầu đánh nhau cho vui với anh em ruột hay họ hàng. Để đáp ứng đủ nhu cầu của con mình, chuột túi mẹ tạo ra nhiều loại sữa. Khi mới ra đời, chuột túi con uống dòng sữa nhiều đường. Khi mới ra ngoài, nó sẽ uống dòng sữa béo hơn và phù hợp với nhu cầu năng lượng của nó. Đối với chuột túi con, cái túi của mẹ nó giống như kho chứa thức ăn, chỗ trú ẩn, phương tiện đi lại và ban công để nhìn ra thế giới. Rất lâu sau khi ra khỏi túi mẹ, chúng vẫn tận dụng cơ hội để lại rút vào và nghỉ ngơi, kể cả khi chúng đã quá lớn. Chuột túi dành một phần thời gian nghỉ ngơi để bắt cháy, rận, và đó là việc của từng cá thể. Việc giúp đỡ lẫn nhau để bắt cháy, rận rất quan trọng với những bầy động vật khác thì lại không được chuột túi thực hiện. Chúng không bắt cháy, rận cho nhau, nhưng có nhiều tư thế ôm và hôn. Chuột túi từ khi còn nhỏ đã quen với sự tiếp xúc về mặt cơ thể này. Chúng sẽ lặp lại điều đó trong những mối quan hệ đồng loại sau này. Miễn là có đủ cỏ để ăn, chuột túi sẽ phát triển. Chúng sẽ chỉ sinh sản khi có nhiều cây cỏ. Khi không có đủ nguồn thức ăn hoặc khi hạn hán, các con cái sẽ không thể thụ thai. Đó là hệ thống kiểm soát việc sinh sản rất đơn giản của tự nhiên. Đây là quỷ Tasmania. Chúng nổi tiếng với thái độ nguy hiểm và những hành động cực đoan cùng với tính khí đáng sợ. Chúng là loài thú ăn thịt hung tợn, tàn bạo và là những chiến binh không biết sợ hãi. Chúng ăn uống một cách điên cuồng và trải qua cuộc sống rít gào trong những khu rừng hoang dã của châu Úc. Khi những người định cư châu Âu lần đầu tiên đến đây, họ đã nghe thấy những âm thanh rùng rợn vọng ra từ những khu rừng. Nó đã mang đến sự sợ hãi và lo ngại khi màn đêm của châu Úc buông xuống. Những người châu Âu đã nghĩ rằng đó là âm thanh được phát ra bởi những con quỷ. Họ đã gọi những sinh vật này là con của Beelzebub, vua quỷ. Ngày nay, chúng được gọi là quỷ Tasmania. Những hóa thạch đầu tiên của loài động vật này được tìm thấy có niên đại khoảng 70.000 năm trước. Quỷ Tasmania cũng là một loài thú có túi. Trong tự nhiên, chúng chỉ sống trong các khu rừng của đảo Tasmania, ngoài khơi bờ biển phía đông nam của lục địa Úc. Nơi đây có đầy đủ các điều kiện sống và là môi trường sống ưa thích của chúng với các khu rừng mỡ và bụi cây. Người ta cho rằng quỷ Tasmania từng sống trong đất liền, nhưng rồi đã bị tiêu diệt ở đó. Có lẽ là vì sự xuất hiện của chó Dingo, một loài chó hoang dã đến Úc từ vài ngàn năm trước và trở thành loài săn mồi đỉnh cao ở đó. Rất may là những con chó Dingo mới chỉ đến được đất liền và những cư dân của Tasmania vẫn được an toàn. Tasmania đã cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn cho những con quỷ còn sống sót. Nhưng giờ đây, chúng cũng đang phải đối diện với sự tuyệt chủng tại thành trì cuối cùng này. Căn bệnh khối u trên mặt ở loài quỷ Tasmania lần đầu tiên được quan sát vào năm 1966 đã tàn phá những con quỷ hoang dã của Tasmania và gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng của loài này. Quỷ Tasmania có lẽ cũng là loài động vật hiếm hoi có cuộc sống khó khăn ngay từ khi sinh ra. Chúng phải cạnh tranh quyết liệt với các anh chị em của mình để giành quyền được sống. Đó có lẽ cũng là lý do chúng luôn mang theo tâm trạng tồi tệ và bản năng hiếu chiến khi bước vào cuộc sống hoang dã. Trong một lần sinh sản, con quỷ mẹ sinh ra đến 20 con non. Mỗi con non chỉ bé bằng hạt gạo. Con non mới sinh phải trèo lên, chui vào túi mẹ, nơi nó sẽ tìm thấy bốn núm vú.
4 con non may mắn được bú sữa, số còn lại sẽ chết. Những con sống sót sẽ rời khỏi túi quỷ mẹ sau 4 tháng và được cai sữa lúc 10 tháng tuổi. Tỷ lệ sống sót thường là 2 con cái và 1 con đực. Quỷ Tasmania đã tiến hóa để sống một cuộc sống đơn độc. Chúng chỉ cần nhau khi giao phối hoặc kiếm ăn. Chúng giao tiếp với nhau thông qua âm thanh của tiếng rít và tiếng la hét. Và khi căng thẳng, cơ thể chúng sẽ tỏa ra mùi hôi. Những con non mới lớn sẽ lựa chọn cách nhặt nhạnh những phần thức ăn thừa để tránh phải cạnh tranh với những con trưởng thành là cách thức để phát triển và lớn lên nhanh chóng. Mặc dù những con quỷ này có thói quen ăn uống có vẻ rất lộn xộn, nhưng chúng cũng có phép lịch sự cơ bản. Mỗi con chỉ bảo vệ chỗ thức ăn mà nó muốn, và điệu bộ cũng thể hiện mức độ no nê của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không có những mâu thuẫn. Những con quỷ này cắn nhau nhiều hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Chúng sở hữu một bộ hàm mạnh mẽ, cho phép chúng nuốt chửng xương và mọi thứ. Chúng có thể tiêu thụ một lượng thức ăn bằng gần một nửa trọng lượng cơ thể trong một bữa. Mặc dù quỷ Tasmania thích một bữa ăn dễ dàng từ xác thối, nhưng nó vẫn sẽ săn tìm những động vật có vú nhỏ, chim hay những con côn trùng. Một con trưởng thành có thể đi xa tới 16 km trong hành trình tìm kiếm thức ăn. Ban đêm cũng sẽ cung cấp một cơ hội khác để săn mồi hay nhặt nhạnh. Một cơ hội tốt để phát triển mạnh mẽ hơn. Khi những con quỷ trẻ tuổi này đang tranh nhau một xác chết, dường như không có con nào có cơ hội thực sự ăn nó. Trong khi đó, một kẻ ngoài cuộc kiên nhẫn chờ đến lượt mình để tham gia. Cuối cùng thì nó cũng sẽ được ăn. Trong vòng 2 năm, những con quỷ Tasmania non này sẽ phát triển trở thành những con trưởng thành mạnh mẽ. Chúng sẽ tiếp tục công việc của mình là sinh sản và nhặt xác thối trong những khu rừng của Tasmania. Có một loài động vật đã khiến các nhà khoa học châu Âu bối rối khi lần đầu tiên chúng được phát hiện trong cuộc di cư đến Úc. Sự xuất hiện kỳ lạ của thú mỏ vịt đã khiến những người định cư đầu tiên cho đó là một trò lừa bịp. Họ cho rằng những người thổ dân châu Úc đã tạo ra chúng với mục đích xua đuổi những người nhập cư mới. Loài động vật độc đáo này có nọc độc, có giác quan thứ 6, và có vẻ như tất cả các bộ phận trên cơ thể của nó đều được đi vay mượn từ những loài động vật khác. Chúng có một phần của động vật có vú, một phần thú có túi, và một phần gì đó rất khác những loài còn lại. Thú mỏ vịt phân bố ở các vùng ngập nước trên bờ biển phía đông và đông nam của Úc và ở trên khắp hòn đảo Tasmania. Chúng là một trong hai thành viên còn lại duy nhất của động vật đơn huyền. Không giống như động vật có vú có nhầu thai và thú có túi, những con thú mỏ vịt là động vật có vú nhưng chúng đẻ trứng. Loài thú kỳ lạ này có tổ tiên tiền sử là một loài lớn hơn sống ở Nam Mỹ, nhưng giờ chúng chỉ sống ở Úc. Cựa ở chân sau của con đực có chứa nọc độc. Nọc độc của thú mỏ vịt được sản xuất nhiều nhất trong mùa giao phối. Vì thế, chúng có lẽ được sử dụng để cạnh tranh bản tình. Thú mỏ vịt thường sống trong vùng nước đục và chúng có tầm nhìn kém. Thú mỏ vịt đã hoàn toàn thích nghi với môi trường như vậy. Mỏ của chúng là công cụ tối thượng để kiếm ăn. Tuy không thể nhìn xa về phía trước, nhưng các thụ thể nhạy cảm ở mỏ của chúng đã tiến hóa một cách mạnh mẽ để phát hiện chính xác từng chuyển động ở trong bùn. Thú mỏ vịt được trang bị hoàn hảo cho cuộc sống ở dưới sông. Da giữa những ngón chân đã tiến hóa thành lớp màng. Những chân chèo này giúp chúng di chuyển và vận động dễ dàng ở dưới nước. Là loài động vật có vú hiếm hoi còn sót lại trên hành tinh còn đẻ trứng. Vì thế, chúng phải đào hang trên các bờ sông. Lông của thú mỏ vịt có thể giữ một lớp không khí ấm áp. Vì thế, ngay cả lúc thời tiết ẩm ướt, cơ thể nó vẫn giữ được ấm và khô ráo. Nếu điều tồi tệ hơn xảy ra, nguồn cung thực phẩm suy giảm, thú mỏ vịt còn có một cách khác để sinh tồn. Chúng dự trữ phần năng lượng dư thừa như chất béo ở phần đuôi để sử dụng vào những khoảng thời gian có ít thức ăn. Thú mỏ vịt trông có thể hơi kỳ lạ, nhưng sinh vật hài hước này sở hữu một bộ công cụ và kỹ năng hoàn hảo để chiến thắng trong cuộc đua giành sự sống. Thiên nhiên châu Úc đã trải qua một lịch sử dài với vô số những loài động vật đặc biệt đã bị cô lập trong hàng triệu năm. Vì vậy, nơi đây có những phong cảnh tuyệt vời và hệ động vật độc đáo. Tại vùng đất này, mỗi buổi sáng,
khi Bình Minh bắt đầu nói rằng một cuộc đua giành sự sống mới lại bắt đầu.